Bây giờ em sẽ đi xuống dưới này để xem cái dưới này đó nhé mọi người nhé. Chỗ em có mấy con cá ở dưới này. Ui, dính con gì mọi người ạ? Ui, dính con rúi nha mọi người nhé. À nhầm, con cầy chứ. Đây, con cầy nhá mọi người nhé. Ui, nó cắn nát hết chỗ này. Đây, hôm trước em bẫy chỗ này. Cắn nát hết luôn. Ui, sổi ơi. Lát mét luôn này. Rồi, ok, bây giờ em cởi nhá mọi người nhé. Cái gạo này cao vãi, hoa nở nhiều luôn, lan cũng nhiều vậy, khiếp thật. Quả gốc kìa, quả gốc mẹ không phải bé đi nào, chắc 50 mét vừa. Quân nhất đạn. Quân nhất đạn nè. Thôi. Bỏ. Nào nào nào. 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 Bỏ. Bỏ ra. Buổi sáng. Ôi trời ơi. Mệt. Nó ở ngay trên này. Chào tất cả anh em đam mê đi rừng nhé. Hiện tại thì em vừa mới hạ được một con chim gì tít trên cây trên này. Rơi xuống dưới này mọi người ạ. Em đi nhặt cho mọi người xem nhé. Rơi tít dưới này mọi người ạ. Đâu rồi nhỉ? Ở đây. Như kiểu con diều ấy mình. Mà không biết là con chim gì. Tầm khoảng 30 mét này mọi người ạ. Đây, ok. Đây, em nhầm mối nhá mọi người nhá. Em một con nhá. Đây, tối quá em không lắp lăng kính cho mọi người xem được. Tối quá. Ui dồi, toàn gai. À đồ. Lại còn đi dép nữa nhưng mà chỗ này nhiều vắt quá, phải đi dép mọi người ạ. Có vắt nhiều như này mà không đi dép thì mà đi giày nữa thì thôi xác định luôn đấy. Tối về cởi giày là một đống như vậy. Có một con ở dưới kia nữa nhá. Tối quá rồi.